Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, trong phiên làm việc chiều qua với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng, mức bộ chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỷ đồng. Quốc hội cũng quyết nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, theo kết luận số 25 của Bộ Chính trị. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 là 863.567 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỷ đồng. Về tỷ lệ điều tiết cho các địa phương, tổng số kinh phí bố trí để xử lý tỷ lệ điều tiết năm 2023 là 32.000 tỷ đồng, trong đó phân bổ tăng chi thường xuyên cho 10 địa phương là 4.183 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội xử lý hỗ trợ thêm để giữ nguyên tỷ lệ điều tiết như năm 2022. Cụ thể, tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng của thành phố Hà Nội là 32%, thành phố Hồ Chí Minh là 21%, ngân sách trung ương hỗ trợ thêm 5% so với phương án tính theo dự toán thu chi. Đây là hai thành phố trực thuộc trung ương đặc biệt của cả nước, cần tiếp tục hỗ trợ để tỷ lệ điều tiết năm 2023 tương đương với năm 2022, để hai địa phương tiếp tục có thêm nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục tăng đóng góp thêm cho ngân sách trung ương và tác động thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước. Dự kiến sáng hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật thanh tra sửa đổi, luật dầu khí sửa đổi và thảo luận về dự án luật đất đai. Trong buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi và biểu quyết thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Thưa quý vị, hôm qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2022. Qua báo cáo cho thấy tình hình kinh tế xã hội thành phố 10 tháng năm 2022 có nhiều điểm sáng. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 393.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. GRDP 9 tháng đầu năm nay cũng tăng 9,97%. Với các điểm sáng trên, dự ước GRDP của thành phố cả năm đạt trên 9%, cao hơn so với kịch bản tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra năm 2022. Tuy nhiên, trước nhiều biến động của thế giới, mục tiêu kinh tế của thành phố trong thời gian tới vẫn là ổn định tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Có thể ghi nhận là cái kết quả triển khai cái chủ đề năm chúng ta là có một cái sự chuyển biến rất là tích cực trên cả ba mặt, về những vấn đề có liên quan đến phòng chống dịch bệnh, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, và về những nước liên quan đến cái hoạt động hỗ trợ và đồng hành của chính quyền. Như vậy, từ năm ngoái là chúng ta đã thâm rất sâu, nhưng mà năm nay thì chúng ta đã vươn lên là dư rất là cao. Điều đó cho thấy là nền kinh tế của thành phố đã có một sự ủng hộ rất mạnh mẽ, rất là tích cực. Các cơ chế chính sách dành cho thành phố tiếp tục được thực hiện rộng rãi, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là nghị quyết số 54 về tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh những thuận lợi trên, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, nhất là trong lĩnh vực thị trường tài chính, tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp đạt 29%, chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng đã tăng 4,13%. Đây cũng là những điểm nghẽn được các đại biểu đoàn giám sát nêu ra, từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Có thể nói rằng có nhiều cái đầu công việc của chúng ta hoàn thành nó vượt tiến độ. Có những đầu công việc chúng ta hoàn thành đảm bảo được tiến độ, nhưng có nhiều cái đầu công việc, cái tính phức tạp của nó đòi hỏi chúng ta phải có sự đầu tư tập trung của các sở ngành trong quá trình làm tham mưu để làm sao khi triển khai thực hiện chúng ta đạt được kết quả cho nó tốt.
Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu, tổ chức khai thác tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA để tìm giải pháp phát triển thị trường, tổng kết 20 năm hoạt động của hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố và ban hành cột chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối qua, Ban công tác Mặt trận khu phố 1, phường 1, quận 11 đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng. Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư năm 2022 là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu phố 1 ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường. Triển khai như mô hình 3 giúp 1, một đảng viên, một mạnh thường quân và một hội viên phụ nữ giúp một hộ nghèo, hộ khó khăn. Mô hình 3 đủ, đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở, trao cho các cái sách giáo khoa và đồng phục, rồi nhu yếu phẩm cho các cái trẻ em nghèo, kẻ trẻ em khó khăn trong khu phố. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng đánh giá cao những kết quả của khu phố 1, phường 1, quận 11 đạt được. Qua đó mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và những mục tiêu đề ra trong năm 2023. Dịp này, các tập thể cá nhân đạt được thành tích cao đã được biểu dương gương người tốt việc tốt, hộ gia đình văn hóa. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó cũng được trao quà và học bổng đến trường. Đảng ủy khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tuyên dương điển hình dân vận khéo năm 2022. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố, cấp ủy cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên, người lao động trong khối đã không ngừng nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm, kết nối hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Phong trào thi đua dân vận khéo trong khối đã luôn tạo được sự đồng thuận, thúc đẩy các phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị của đảng bộ khối. Từ đó, đã tìm ra nhiều gương điển hình từ các đơn vị trực thuộc, tạo ra sự lan tỏa và thúc đẩy thi đua sản xuất. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tuyên dương một tập thể dân vận khéo tiêu biểu cấp thành phố, 37 tập thể và 70 cá nhân điển hình dân vận khéo cấp khối, đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua dân vận khéo cho năm 2023. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về rà soát bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất bổ sung thêm nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ, đường sắt để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, tăng kết nối vùng. Cụ thể về đường bộ, kéo dài tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành thêm 70 km, quy mô 6 làn xe đến cửa khẩu Hoa Lư Bình Phước, nâng tổng chiều dài tuyến lên khoảng 140 km. Bổ sung tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát Tây Ninh nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài với chiều dài 65 km, quy mô 4 làn xe. Về đường sắt, tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu dừng tại Bình Triệu khi đường sắt tốc độ cao đưa vào khai thác. Do đó, đoạn Bình Triệu Hòa Hưng định hướng tận dụng một phần để xây dựng đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, ga Bình Triệu, ga Thủ Thiêm và sân bay Long Thành. Ủy ban Nhân dân quận 10 phối hợp với các ban ngành đoàn thể quận vừa tổ chức hội thi hiến kế xây dựng quận 10 xanh sạch đẹp năm 2022, trong đó đẩy mạnh thực hiện xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp giai đoạn 2022-2024, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ 12 và chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Hội thi nhằm tìm ra các ý tưởng và giải pháp để góp phần xây dựng quận 10 xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường, góp phần chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời truyền cảm hứng cho người dân hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường bằng hành động và biện pháp cụ thể.
Ban quản lý cũng phối hợp với các cái công ty mà sản xuất là túi ni lông tự hủy sinh học có in tên chợ và địa chỉ của chợ để mà làm sao khi khách hàng và tiểu thương cùng kinh doanh sử dụng túi ni lông thì sẽ đến nhớ đến cái ý thức bảo vệ môi trường, và đồng thời tiểu thương cũng là cầu nối để mà vận động khách hàng là sử dụng túi ni lông tự hủy sinh học. Tuyên truyền người dân và các hộ kinh doanh thì hạn chế cái việc sử dụng những cái túi bằng ni lông, khuyến khích người dân sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng dẫn người dân trong cái việc mà phân loại rác để cho cái việc mình tái sử dụng nó dễ dàng hơn. Hội thi hiến kế xây dựng quận 10 xanh sạch đẹp năm 2022 triển khai rộng rãi đến tất cả các người dân, các thành phần để thấy được là các đơn vị, mỗi một tập thể, mỗi một cá nhân có những màu sắc rất riêng về việc nhận thức, về việc tuyên truyền, về việc giáo dục môi trường. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực, đã và đang nhấn mạnh bảo vệ môi trường là chỉ tiêu rất quan trọng, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo, cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, khi mỗi người dân hiểu rằng bảo vệ môi trường sống là bảo vệ sức khỏe của chính mình, tương lai của con cháu, thì mới chủ động và chung tay cải thiện bảo vệ môi trường. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam năm 2022 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC tổ chức đã chính thức mở cửa tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ quy tụ 150 gian hàng của các đơn vị kinh doanh sản xuất ngành kim hoàn, tham gia như Doji, Thế giới kim cương, Lộc Phúc, Otech và các thương hiệu trang sức quốc tế đến từ Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore. Đây được xem là sự kiện lớn mang tầm quốc tế, kinh đô trang sức lớn nhất tại Việt Nam, quy tụ nhiều mẫu mã, kiểu dáng trang sức và công nghệ kim hoàn mới và hiện đại nhất hiện nay, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành được gặp gỡ, giao lưu, hợp tác, phát triển thương hiệu, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển ngành kim hoàn của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 11 sắp tới, với nhiều chương trình trúng thưởng và ưu đãi giảm giá đặc biệt, dự kiến chào đón hơn 30.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Liên quan đến những tranh cãi về kết quả cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam năm 2022, hôm qua ban tổ chức cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần 3 năm 2022, gồm Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Báo Nông thôn Ngày Nay đã tổ chức họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết, ở hạng mục gạo thơm, giải nhất thuộc về gạo TBR39 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed, giải nhì là gạo ST24 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, giải ba thuộc về gạo Lộc Trời 28 của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Tuy nhiên, sau cuộc thi, ông Hồ Quang Cua, cha đẻ giống gạo ST24 và ST25 cho rằng giải nhất không thuyết phục và sẽ có văn bản chính thức gửi các ngành đề nghị điều tra lại kết quả cuộc thi, nghi ngờ có sự đánh tráo giống gạo ST24. Ban tổ chức khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa nhận được văn bản khiếu nại từ ông Hồ Quang Cua mà ông thông tin trên báo chí. Quá trình tổ chức cuộc thi diễn ra theo đúng quy chế, thể lệ, các giống gạo dự thi đều được khảo nghiệm bởi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng quốc gia. Theo cái quy chế quy định thì phải được là khảo nghiệm và có cái chứng nhận DOS thì Thái Bình Xích đều có đầy đủ cái hồ sơ theo yêu cầu về cái tổ hợp lai tham gia cái khảo nghiệm. Cái Trung tâm Khảo nghiệm giống là họ có văn bản gửi ban tổ chức. Tôi nghĩ đây là nó đúng quy định và nó không có gì vi phạm cái quy chế và thể lệ thi. Về việc ông Hồ Quang Cua cho rằng ban tổ chức không giữ bí mật mã số gạo dự thi, không khách quan khi chấm thi, trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết, cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam được tổ chức qua các lần, kết quả đều tốt đẹp. Ban giám khảo không biết được gạo nào có mã số nào, việc mã hóa này được tiến hành đồng lập. Trong cái phòng đó là cũng đã quan sát bằng camera hết đầy đủ và chúng tôi cũng đã các cái quy trình. Cũng sau khi cơm chín thì chúng tôi cũng múc ra để cho nó vừa đủ nguội rồi chúng tôi để thử từng cái mã số 1. Thì cái mã số 1 nó thật ra là nó mã hóa đều. Đó, mà chúng tôi là đã cũng thử và đã trao đổi trong ban giám khảo cũng rất là lâu. Đây là một cái cuộc thi gạo ngon và ban tổ chức không phải là người thẩm định để cấp giấy phép lưu hành cho một cái giống theo quy định của luật trồng trọt.
hoặc là luật sư trí tuệ. Một cái khác mà anh cô cũng đề nghị trên các phương tiện truyền thông là phân tích DNA. Nhưng giờ phía Việt Nam ta chưa có cái tổ chức được chỉ định để công bố kết quả này được công nhận. Và cái đó thì nó không thuộc cái thẩm quyền của ban tổ chức. Nếu có một cái thư gửi thì nó sẽ tùy theo cái tính chất của cái đơn thư đó. Anh thưa ở góc độ nào thì cái cơ quan giải quyết nó là một cái cơ quan khác. Căn cứ trên kết quả cuộc thi, sản phẩm gạo thơm đạt giải sẽ được ban tổ chức cử làm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2022 sắp tới. Hiện mới nhận được yêu cầu giới thiệu tham gia từ tập đoàn Lộc Trời, còn hai đơn vị trên chưa có đề nghị giới thiệu. Tin thế giới, ngày 11 tháng 11, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine thông báo các đơn vị của nước này đã tiến vào thành phố Kherson sau khi Nga rút quân. Đây là thông báo chính thức đầu tiên của Ukraine về sự việc. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết thêm, một số lực lượng Nga đã thay quần áo dân sự và vẫn đang ẩn náu ở Kherson. Cơ quan này đã kêu gọi lính Nga tại Kherson đầu hàng và sẽ đảm bảo an toàn cho những người này. Trước đó, trong ngày 11 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất việc rút hơn 30.000 quân khỏi bờ Tây của sông Dnipro tại vùng Kherson. Lực lượng Nga đã rút toàn bộ người và khí tài, đồng thời cũng không gặp tổn thất nào trong quá trình này. Ngày 11 tháng 1, Điện Kremlin khẳng định, việc rút quân khỏi thành phố Kherson sẽ không làm thay đổi trạng thái của vùng này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vùng Kherson vẫn là một chủ thể thuộc Liên bang Nga. Ngày 11 tháng 11, Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch đồng ý tiếp tục vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại đến giữa tháng 4 năm 2023, thay vì ngừng vận hành vào cuối năm nay. Kế hoạch được thông qua với 375 phiếu thuận và 216 phiếu chống. Ba nhà máy được đề cập là Isa 2, Emsland và Neckarwestheim 2. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Đức đang cố gắng ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể xảy ra trong mùa đông do nguồn cung nhiên liệu từ Nga bị cắt giảm. Theo các chuyên gia, giá điện sẽ cao hơn 14% nếu các nhà máy điện hạt nhân không tiếp tục hoạt động. Khi nhìn vào hóa đơn tiền điện, mọi người dân, mọi doanh nghiệp nên cảm ơn chính phủ này. Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner còn đề xuất ba nhà máy nói trên tiếp tục hoạt động sau thời hạn tháng 4 nếu cần. Tuy nhiên, một số nghị sĩ khác phản đối đề xuất này. Kế hoạch đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân được Đức thông qua vào năm 2011, chỉ một thời gian ngắn sau thảm họa hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản. Ngày 11 tháng 11, Ủy ban châu Âu EC dự báo khu vực đồng tiền chung Euro sẽ giảm tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2022 và giảm tốc trong năm 2023 mạnh hơn so với dự kiến trước đây. Nhưng sự suy giảm sẽ chỉ ảnh hưởng nhẹ đến thị trường việc làm và tài chính công. Trong dự báo thường kỳ vừa công bố, EC cho biết kinh tế của khu vực Euro sẽ suy giảm trong quý 4 năm nay và quý 1 năm sau, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn dự kiến, nhưng chúng tôi tin nó sắp đạt đỉnh, nhiều khả năng là trong giai đoạn cuối năm nay. Theo EC, lạm phát sẽ giảm tốc từ 8,5% trong năm nay xuống 6,1% trong năm 2023 và chỉ còn 2,6% trong năm 2024. Khu vực này sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm nay, cao hơn mức dự đoán 2,7% vào tháng 7, nhưng sau đó chỉ còn 0,3% trong năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức 1,4% vào tháng 7. Sang năm 2024, kinh tế sẽ tăng trở lại với tỷ lệ 1,5%. EC dự báo các biến động mạnh về kinh tế hầu như không ảnh hưởng đến thị trường việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến tăng từ 6,8% trong năm nay lên 7,2% trong năm 2023, trước khi giảm còn 7% vào năm 2024. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách từ 3,5% trong năm nay tăng lên 3,7% vào năm 2023 và sang 2024 sẽ giảm còn 3,3%. Kính thưa quý vị, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức về môi trường biển do sức ép tăng trưởng kinh tế. Các hệ sinh thái biển bị khai thác quá mức dẫn đến tình trạng suy giảm đa dạng sinh học. Bảo vệ môi trường biển cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Vậy các nước đang thực hiện sáng kiến và giải pháp nào để khôi phục các vùng biển bị tổn thương? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Kính thưa quý vị, nhiều rạn san hô trên thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn. Theo một báo cáo, từ năm 2009 đến năm 2018, thế giới đã mất khoảng 14% lượng san hô do đại dương bị axit hóa, du lịch đánh bắt quá mức và ô nhiễm nguồn nước.
thông qua việc hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP27 được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập ở Biển Đỏ, nơi sinh sống của những rạn san hô quý giá. Các nhà hoạt động môi trường muốn nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của loài sinh vật này. Các rạn san hô ở Biển Đỏ chiếm khoảng 5% lượng san hô trên thế giới. San hô vốn là loài nhạy cảm với nhiệt độ, mức tăng 1 đến 2 độ C cũng có thể khiến chúng đối mặt nguy cơ bị tẩy trắng và chết đi. Theo nhà sinh học đại dương Mahmoud Hassan Hanafi, các rạn san hô ở Ai Cập dường như thích nghi tốt hơn và ít bị tẩy trắng hơn so với các rạn san hô khác trên thế giới. Chuyên gia này giải thích rằng, san hô ở Biển Đỏ đã quen với những đợt thay đổi nhiệt độ theo mùa ở vịnh Aqaba và Suez. Ngoài ra, các dòng hải lưu ở đây giúp hạn chế tác động của nước biển ấm lên trong khu vực. San hô ở Ai Cập có thể là một trong những rạn san hô cuối cùng tồn tại trên trái đất. Tầm quan trọng của nó không chỉ đối với Ai Cập mà còn cả khu vực và toàn thế giới. Thế nhưng, biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đang đe dọa các rạn san hô ở Biển Đỏ. Trung bình mỗi năm, nơi này đón khoảng 9 triệu thợ lặn đến khám phá. Điều này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của các loài sinh vật biển và đe dọa phá hủy các cấu trúc san hô. Đó là lý do mà các rạn san hô ở Biển Đỏ có hẳn một tổ chức bảo vệ mang tên Hiệp hội Bảo tồn và Bảo vệ Môi trường Hugada, viết tắt là HK. Đầu tiên là kiểm soát số lượng người đến các điểm lặn để tránh tình trạng quá tải. Các tình nguyện viên cũng lắp đặt phao nổi trên biển để ngăn chặn tàu thuyền thả mỏ neo phá hủy san hô. Vai trò của chúng tôi không chỉ xử lý các vấn đề liên quan tới biển mà còn giúp mọi người nâng cao nhận thức về môi trường. Hầu hết các hoạt động kinh doanh ở Biển Đỏ đều dựa vào du lịch, ngành nghề phụ thuộc rất lớn vào môi trường. HK cũng xây dựng các dự án nhằm hạn chế ô nhiễm rác thải nhựa bằng cách thu gom đồ nhựa từ các khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Theo họ, biển và đại dương sẽ không thể khỏe mạnh nếu đất liền gặp vấn đề. Vì thế, rác thải cần phải được xử lý trước khi chúng trôi ra biển. Tại Maldives, biển chiếm tới 99% diện tích quốc gia này. Theo các nhà khoa học, dù ít tác động đến môi trường, nhưng Maldives lại đang ở tiền tuyến của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Môi trường Maldives còn tuyên bố mức tăng nhiệt độ toàn cầu 2 độ C sẽ là án tử hình đối với quốc gia này. Tàu RV Odyssey chở các nhà khoa học thuộc tổ chức nghiên cứu đại dương Neptune Mission có trụ sở tại Anh đang thu thập dữ liệu ở độ sâu 1.000 mét nhằm đánh giá tình hình sức khỏe của vùng biển Maldives. Nhiệm vụ dự kiến kéo dài hơn một tháng. Hiện có rất ít dữ liệu về biển Maldives dưới độ sâu 30 mét. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp chính phủ Maldives xây dựng các chính sách và biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ hệ sinh thái quý giá. Maldives bao gồm gần 1.200 hòn đảo nằm rải rác trên diện tích 90.000 km2 đại dương. Các hòn đảo cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển, đồng nghĩa với việc biến đổi khí hậu sẽ tác động lớn đến nơi này. Sự khác biệt giữa mức tăng nhiệt độ 1,5 đến 2 độ C đối với Maldives và nhiều quốc đảo nhỏ khác sẽ là một án tử hình. Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn nhất đối với thế hệ của chúng ta. Vào năm 1998, một đợt nắng nóng ở Ấn Độ Dương làm tăng nhiệt độ biển từ 4 đến 6 độ C, gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô, khiến loài sinh vật này chết hàng loạt. Các rạn san hô phải mất hơn 15 năm để phục hồi. Một đợt tẩy trắng khác tiếp tục diễn ra vào năm 2016. Theo các chuyên gia, các đợt nắng nóng sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, đồng nghĩa với việc hệ sinh thái ở Maldives một ngày nào đó sẽ không thể phục hồi được. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định, con người vẫn còn thời gian để tạo ra sự thay đổi. Nhưng tất cả chúng ta đều có sức mạnh. Mỗi hành động dù nhỏ bé, nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo ra sự khác biệt. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu hụt công nghệ hay thiếu hụt tài chính, mà là chúng ta không có được ý chí về mặt chính trị. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo cần phải hành động thực tế và quyết liệt để giải quyết vấn đề. Thông thường, chúng ta nghĩ tới những khu rừng rậm lớn như Amazon mới có khả năng hấp thụ và chuyển hóa một lượng lớn khí CO2. Tuy nhiên, nhiều hệ sinh thái khác cũng làm được như vậy, và điển hình là các thảm cỏ biển. Theo các nhà khoa học, so với các loài cây trên đất liền, thì cỏ biển phát triển nhanh hơn. Ngoài quá trình quang hợp, cỏ biển còn có thể lưu giữ khí CO2 bên dưới các lớp rậm tích. Các nhà khoa học ở Đức đang nỗ lực khôi phục thảm cỏ biển ở biển Baltic. Theo Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Geoma Helmholtz ở thành phố Kiel, cỏ biển chiếm diện tích gần 300 km2 ở biển Baltic và có khả năng lưu giữ hàng triệu tấn khí CO2.
Những thảm cỏ biển và khu rừng đã giúp chúng ta lưu giữ khí CO2 trong nhiều thế kỷ, thậm chí là thiên niên kỷ. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta cần phải bảo tồn những hệ sinh thái này nhằm đảm bảo khí CO2 không quay trở lại bầu khí quyển. Theo một nghiên cứu năm 2019, loài thực vật dưới biển này đang bị đe dọa trên toàn thế giới. Riêng châu Âu đã mất 1/3 diện tích cỏ biển từ những năm 1860 đến năm 2016. Nguyên nhân gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh và lạm dụng phân bón hóa học. Các nhà khoa học đang nghiên cứu giống cỏ biển và phương pháp gieo trồng nào phù hợp nhất để tối ưu hóa việc khôi phục các thảm cỏ biển. Đội ngũ của cô Stevenson còn thử nghiệm làm tăng nhiệt độ môi trường để xem khả năng thích nghi của cỏ biển trước biến đổi khí hậu. Một khu vực cỏ biển được trồng trong môi trường bình thường, còn ở khu vực khác chúng sẽ được trồng với nhiệt độ nước cao hơn 1,3 cho đến 5,5 độ C. Chúng tôi dự đoán đây sẽ là mức nhiệt của biển Baltic trong nhiều năm tới. Vì thế, chúng tôi muốn tăng cường khả năng thích ứng của cỏ biển. Khôi phục thảm cỏ biển nằm trong nhiều nỗ lực của chính phủ Đức nhằm hiện thực hóa cam kết cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Đức cũng đặt mục tiêu trở thành một quốc gia carbon trung tính vào năm 2045. Theo Liên Hiệp Quốc, một đại dương khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với con người và hành tinh. Mỗi cá nhân đều có thể góp phần bảo vệ các vùng biển bằng những hành động nhỏ, nhưng nếu tất cả mọi người cùng chung tay thì sẽ mang đến những ý nghĩa to lớn và hiệu ứng đáng kể. Chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, đến Đà Lạt thời điểm này, du khách sẽ có dịp tham gia nhiều sự kiện đặc sắc từ Festival Hoa Đà Lạt năm 2022. Với chủ đề Đà Lạt, thành phố bốn mùa hoa, cao điểm Festival năm nay sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 12 tới. Qua các lần điều chỉnh, ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt đã thống nhất sẽ có 9 chương trình chính, gồm không gian hoa, chương trình nghệ thuật Bảo Lộc, Hương Trà, Sắc Tơ, chương trình nghệ thuật đặc biệt, công bố Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, trình diễn thời trang, tơ lụa, con đường di sản và không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên, chương trình nghệ thuật khát vọng Đà Lạt. Festival Hoa Đà Lạt từ lâu đã trở thành một lễ hội văn hóa du lịch quan trọng của thành phố Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Festival Hoa lần này tiếp tục được khẳng định là lễ hội văn hóa du lịch quan trọng, là sự kiện để xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Phần cuối bản tin hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng ghé cao nguyên Mộc Châu để ngắm nhìn hoa mận nở trắng muốt trên những triền đồi. Dù chưa đến mùa xuân, nhưng hoa mận đã bung nở ở nhiều khu vực tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Tân Lập, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nếu chân du khách gần xa. Tháng này mà tại sao lại hoa mận vẫn có, rất là phấn khởi, bởi vì lần đầu tiên bao nhiêu năm xa ca, xa quê hương. Mà lần... những khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.